Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin AFK Mobi có được, thì tựa game đấu tướng rảnh tay lấy chủ đề bóng đá hí họa mang tên Dân chơi bóng đá Mobile đã được nhà phát hành G-Zone đưa về Việt Nam thành công. Dân chơi bóng đá là một game mobile giải trí vui nhộn nhưng không kém phần chuyên sâu khi có đầy đủ các tính năng của một game bóng đá như quản lý, bồi dưỡng cầu thủ, thiết lập đội hình ra sân, các giải đấu chuyên nghiệp. Trong game, người chơi sẽ sắm vai nhà quản lý một đội bóng vô danh chưa có thành tích gì trên bản đồ làng túc cầu thế giới. Để thay đổi số phận bi đát của đội bóng, bạn cần ra sức chiêu mộ các cầu thủ và huấn luyện viên nổi tiếng về phục vụ cho câu lạc bộ của mình. Cứ thế từng bước gây dựng thành một đội bóng chuyên nghiệp để đi cọ sát với mọi đối thủ, từ giải ao làng cho đến những trận cầu hoành tráng. Do mang lối chơi đấu tướng rảnh tay màn hình dọc đặc trưng trên smartphone, nên trong Dân chơi bóng đá mobile, bạn được phép cho ra sân tối đa 6 cầu thủ và 3 huấn luyện viên chỉ đạo ngoài sân. Lúc này, toàn bộ diễn biến trận đấu sẽ được tường thuật dưới dạng hoạt hình 2D đầy vui mắt. Bên cạnh những kỹ năng chơi bóng cơ bản như chuyền, lừa, sút, thì các cầu thủ còn có những tuyệt chiêu đậm chất trong game. Thậm chí người chơi còn được tận mắt chứng kiến những cầu thủ nổi tiếng trong hình hài hí họa, tay cầm vật thể lạ ra sân, không thể nhịn cười nổi. Tất nhiên, để giành chiến thắng trước mọi đối thủ, bạn cần không ngừng bồi dưỡng cầu thủ ra sân, gia tăng thực lực cho toàn đội và áp dụng nhiều kiểu chiến thuật, trận hình hay ho để khắc chế team đối phương. Điểm sáng nữa của trò chơi là bạn không cần tỉ mỉ xếp đội hình, cày cuốc tiêu tốn nhiều thời gian. Thay vào đó, lối chơi idle tích hợp auto sẽ giúp người chơi rảnh tay hơn nhưng vẫn đảm bảo thu về đầy đủ tài nguyên cần thiết để phát triển đội bóng. Có thể nói, Dân chơi bóng đá mobile đã thành công khi kết hợp lối chơi bóng đá truyền thống vào chất chơi thẻ tướng hiện đại, nhằm tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với các game chủ đề bóng đá hiện có trên thị trường. Dân chơi bóng đá gắn kết triệu con tim yêu bóng đá. Game troll bóng đá hít hà drama làng túc cầu thế giới. Skill bá đạo tạo nên idol, định hình phong cách. Độc quyền giải đấu Super League độc nhất hành tinh. Hơn 300 cầu thủ và hàng chục huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng quy tụ. Vui cười không sầu bi, qua tới thế cao, cho nhiều quá đi.